Xin được giới thiệu cùng với mọi người một tác phẩm Hoa đá Thạch Anh. Dòng Thạch Anh nguyên bản nguyên zin. Đây là một cái đá gốc của nó. Đấy, đã, khi khai thác đã cắt này. Rồi đã cắt và mài sơ qua cái phần đường sau này. Còn lại cái phần trước mặt này thì nó là hoàn toàn là thiên nhiên tự nhiên. Một viên hoa đá Thạch Anh. Viên này thì có chiều cao của đá là 19 cm và bề ngang ở điểm này, điểm rộng nhất này là 14 cm và nó có chiều sâu của đá là hơn 10 cm. Tác phẩm hoa đá Thạch Anh. Đá thì hoàn toàn là nguyên bản tự nhiên. Quay từng chi tiết cho các quý vị xem. Viên này thì có khối lượng của đá nặng là 3,3 kg. Các tinh thể mọc ở mặt này rất chi là nhiều luôn, mọc phun luôn. Đá Thạch Anh chuẩn hàng thiên nhiên tự nhiên. Thạch Anh thì mọi người chắc cũng đã rõ, nó là một trong những cái dòng đá hàng đầu của phong thủy, mang lại nhiều năng lượng tốt cho gia chủ cũng như là mặt về sức khỏe, tài lộc, giúp trong việc trừ tà, trấn trạch rất chi là tốt. Thạch Anh nó là dòng, có thể nói là dòng đá đứng đầu trong các dòng đá về phong thủy. Viên này thì có khối lượng nặng là 3,3 kg. Và hiện tôi đang giao lưu cùng với mọi người với giá là 650.000 đồng. Đấy, chuyển khoản thì bao ship toàn quốc. Nếu bác nào mà quan tâm muốn sở hữu, hãy liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354 099 099. Mọi người có thể gọi điện trực tiếp hoặc nhắn tin qua Zalo theo số điện thoại này cho tôi. Bác nào còn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký để thường xuyên theo dõi được các cái sản phẩm về đá đẹp thiên nhiên mà kênh của tôi sẽ mang đến phục vụ cho mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.